Chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu bạn hồ nuôi beta theo phong cách tự nhiên, tức là nó giống như môi trường ruộng lúa vậy đó. Rồi cũng đơn giản thôi, mình lấy một cái hồ nhỏ, mình để mực nước thấp khoảng một tấc, sau đó thì mình lấy một nắm lúa mình quăng đại vô, thêm một chút than tổ ong cho nó lọc cho nó mau trong nước cũng được. Có bèo thả, còn không có bèo thì cũng tốt thôi, nước sẽ rất là trong. Khoảng một tuần khi mà lúa nó lên được khoảng một tấc thì như vậy nè, cỡ vậy là mình bắt đầu thả cá dập được, nước cũng rất là trong. Đây để mình lại gần mình cho các bạn xem cá của mình. Cá mình thả vô cũng được vài bữa, bây giờ nó khá là nhát người, nó quen với cái kiểu tự nhiên rồi. Bạn ơi, cá sống rất là thoải mái. Rất là tương tự. Đây là cái này là mình xếp than tổ ong để mình chặn bùn ở một nửa cái hồ thôi. Nửa cái hồ này thì mình để nước cho nó trong, nửa mà có bùn nó thì nước nó khá cạn để cho lúa nó phát triển. Nói thêm về cái con cá trống này chút xíu. Cá trống này là con cá trống đầu tiên của mình. Mình sử dụng nó để ép đẻ được 2 bầy. Bầy đầu tiên thì nó rất là ít thôi, nó chỉ có vài chục con, mình chưa kinh nghiệm nuôi. Bầy thứ hai thì được khoảng 200-300 con. À, mình quyết định cho con cá trống này nó về hưu dưỡng già. À, cảm ơn rất nhiều.
Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.